Vừa qua, Đảng Bộ Bộ phận CDC Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự hội nghị, có đồng chí Bùi Quang Huy, bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Lưu Văn Dũng, ủy viên ban chấp hành đảng Bộ Sở Y tế Đồng Nai. Đảng Bộ Bộ phận CDC Đồng Nai gồm có 8 chi bộ trực thuộc, với 129 đảng viên, chiếm 43% tổng số viên chức, người lao động trong đơn vị trong đó có 120 đảng viên chính thức và 9 đảng viên dự bị. Trong thời gian qua, đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong 6 tháng đầu năm 2022. Các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành tiếp tục được khống chế, tỷ lệ mắc và tử vong thấp hơn so với trung bình giai đoạn 5 năm qua. Các bệnh truyền nhiễm có vắc xin tiêm phòng có tỷ lệ mắc giảm mạnh do duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao. Đối với dịch bệnh sốt xuất huyết, tai, chân, miệng. Mặc dù đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, tuy nhiên cả hai bệnh này tăng so với cùng kỳ năm 2021. Các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng, y tế học đường, vệ sinh môi trường, bệnh nghề nghiệp, phòng chống HIVS, kiểm dịch y tế quốc tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vân vân tiếp tục được duy trì đạt hiệu quả tốt. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, trong hai năm qua, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Toàn thể nhân viên đơn vị đã bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi, thậm chí cả nước mắt để có được như hôm nay. Vì thế, tận sâu từ đáy lòng xin cảm ơn và chúc tất cả các đồng chí đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt công việc của mình. Trong 6 tháng qua, đơn vị không có một đơn thư khiếu nại nào, điều đó rất tốt. Chính vì vậy, để cán bộ, nhân viên đơn vị an tâm công tác các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy bộ phận cdc cần nắm chắc tình hình phân tích nguyên nhân nắm chắc diễn biến tư tưởng tâm trạng của cán bộ đảng viên người lao động toàn bộ hoạt động của đơn vị có hoàn thành tốt hay không phụ thuộc vào mỗi cán bộ nhân viên chỉ có điều đảng viên phải làm gương đảng viên phải đi trước để cho quần chúng cùng làm tốt hơn làm được như vậy tập thể cdc sẽ rất trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao